đây là tiệm sushi. Hôm nay mình sẽ đi ăn sushi ở khu nhà mình. Vì dịch chưa tới cho nên mọi người ăn và sinh hoạt rất là bình thường. Rửa tay khử trùng. Rửa tay khử trùng. Tiệm sushi. Mình thích ăn ở tiệm này vì tiệm này rất là fresh. Đây là mọi người ở đây sinh hoạt rất là bình thường. Sushi Jen nó đang chạy, mình đang đợi cái món mình thích, mình sẽ lấy gừng thịt này và wasabi đó, mình thích, mình sẽ lấy cái này mình ăn, thích bên gừng này bỏ chung với xì dầu wasabi với gừng rồi chấm thôi. Mình đang đợi món yêu thích của mình. Chả giò, cua, mực chiên, da cá chiên, mình vẫn chưa thấy cái món mình chạy tới. Cái món này là món gà chiên. Ăn gà chiên mình chỉ ra ăn KFC thôi. Sushi thì mình sẽ không ăn gà chiên ở đây. Còn mực chiên thì mình sẽ ra tiệm tàu mình ăn, chứ mình không ăn mực chiên ở đây. À, hình như giống như cái món của mình nó vậy ta. Cá hồi sống. Mình không thích ăn sống. Món này mình cũng thích đây. Mình sẽ lấy cái. Mình thích ăn ở tiệm này vì món nào họ cũng làm ngay lập tức và họ bỏ lên đường rầy và chạy chứ không để lâu, cho nên đồ ăn rất là tươi. Yeah.
Cái này là tôm, cái này là cá, cá nướng, cá hộ, cá sao mình nướng. Mình cũng không thích ăn món này. Mình đang đợi cái món của mình là cơm cuộn với lại bơ, với lại tôm chiên. Nó vẫn chưa ra, nó vẫn chưa làm. Cái món của mình lúc nào ra mình cũng phải đợi. Đi một vòng rồi đó mà vẫn chưa thấy. À, nó đây rồi, nó đây rồi. Mình thích cái món này, mình thích cái món này. Mình thích nó cho nên mình sẽ lấy hai cái. Đây. Đây là những cái món là mình thích ăn. Mình thích ăn cho nên mình sẽ lấy hai phần. Đây là dĩa sốt của mình. Súp miso súp. Bây giờ là mình sẽ ăn cái món mình yêu thích. Mình chưa bao giờ review đồ ăn cho đây, mình không biết review ra sao. Nhưng mà cái món này đôm miệng mình rất là béo, vì nó có bơ. Đi sushi mình chỉ không ăn được đồ sống, mình chỉ ăn được cơm cuộn, bơ, với lại tôm chiên. Đây, nó vẫn chạy đây. Đây là gừng. Đây là em bé đang high five. Ăn sushi mình chỉ ăn đúng mấy món này thôi. Bây giờ là uống coca. Mình thích nhất là coca. Mình không biết uống bia, không biết uống rượu. Đây là đậu, món đậu này mình cũng phải ăn lắm nè. Hôm nay mình sẽ không ăn món đậu này, vì khi mình thích ăn mình mua một bịch mình về một ngày nào mình ăn, bây giờ mình ngán luôn. Đây là những món sống, mình không thích ăn sống. Mình sẽ xé wasabi. Em bé làm đổ rồi. Nước chấm của mình là có xì dầu, gừng và wasabi.